Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, mình đang ở cửa hàng đồ gốm mọi người. Hôm nay mình lên cửa hàng đồ gốm này để mình mua đồ cho khách để chuyển về Việt Nam. Nhưng mà mình thấy có một cái bát tô rất là đẹp luôn. Toàn bộ họa tiết vẽ bằng tay thời cổ. Cái này nó phải rất lâu rồi mọi người. Toàn bộ họa vẽ bằng tay nên là mình sẽ quay luôn giới thiệu đến mọi người xem mà có bạn nào mà muốn nhu cầu muốn mua cái này, sở hữu cái này thì cứ liên hệ với mình nhé. Đấy, đây mọi người. Chi tiết của nó đây, mình sẽ quay xung quanh cho nó của cái bát tô cho mọi người xem. Đây, ở dưới đít nó rất là mộc luôn mọi người. Nó chỉ có một chút men nó rơi người ta phủ ở đây thôi, còn ở bên trong nó vẫn là mộc tinh luôn, chưa phủ men đấy nào, chỉ có đây có phủ men thôi. Đấy, còn đây là mặt trong của nó đây mọi người. Đấy, đây là mặt trong của nó đây, mình nghiêng này để mình quay họa tiết cho mọi người xem nhé. Ở bên trong nó đây mọi người, ở bên trong này thì nó bị lõm xuống ấy, nó lồi lõm xuống ấy. Người ta thiết kế như kiểu lồi lõm chứ không phải là nó bị lỗi đâu mọi người nhé. Họ đã vẽ chồng hết lên rồi. Đây mọi người nhìn ở bên trong đây. Đây, nói chung là cái đĩa này, cái bát tô này quá là đẹp luôn mọi người. Đây, con hổ này. Mọi người nhìn thấy con hổ chứ? Con hổ nó cái bát này tính tuổi đời nó rất là sâu đời rồi, nhưng mà phải nói rằng cái nghệ nhân người ta tạo nên cái bát này, nó vẽ nên cái bát này quá là đẹp luôn mọi người. Mình thấy là đẹp xuất sắc luôn đấy mọi người. Đấy mọi người ơi, thôi mình xin phép mình kết thúc video đây đây. Mọi người ai mà muốn mua cái bát tô này, mọi người cứ liên lạc với mình nhé. Thôi mình xin phép kết thúc đây, và mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình, và mình xin phép là được gửi được một lời chúc tốt đẹp nhất đến những bạn nào, những ai đã xem video của mình và đang xem, một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến gia đình và mọi người thân trên gia đình mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người, bye bye mọi người.